Hey, má lý to trời. Dạ. Lưới lưới. Rồi rồi, hoài hoài đài xuống đó. Có kéo hoài đài ơi. Hoài đài, kéo đi. Hello. Hello. Hôm nay anh em mình chuẩn bị một chuyến đi kéo cá. Hồ cạn rồi. Anh Mười Phở. À, quản lý đội ăn nhậu của khu vực thôn 2. Rồi. Lóc này anh em ơi, cái lóc này. Đó. Kia 1 ký 50 mua 2 ký tặng 3 ký. Khán giả ở bên bờ rất đông nhưng mà không ai chịu kéo hết. Rất đông, khán giả quá đông. Đây đây. Cái này là tép là mồ loa. Tép lòng tao bắt hết luôn. Mấy con có yếu tèo, mấy tèo. Chị nặng quá. Đùa mà nặng quá các bạn ơi. Đây kéo bùn, tại vì đây giờ nước nó cạn này, rất là bùn rất là nhiều nên kéo rất là nặng. Đâu, đâu đi. Mấy con hay gì lại không? Đâu con. Đây nhiều lắm á. Dũng xuống, dũng xuống. Hết sức bình. Kia lên đi. Bắt đầu, bắt đầu. Kéo khép lại. Từ đó. Dỡ cao lên, dỡ cao lên. Má phi to hơn. Đâu 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 á? Giờ 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 lên rồi. Em út, giờ 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 giờ. Bỏ vô. Kéo về đi, kéo về đi. Cái cái gì á? Cái túi chưa? Kéo mình về đi chưa chưa? Bỏ cái ra luôn đi. Vâng. Chưa chưa. Đâu đâu. Cốp lên nào mua mà. Rồi cá. Quá thì cá rồi. Cắm mày dính chú ơi. Lên. Tả từ từ nữa ra chứ. Rồi kéo lên đi. Lên 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 lên. Giữ giữ. Ủa má trời trời trời. Đỡ dưới này nè. Quá trời nặng. Đây nè, bùm, coi. Lắp lắp lắp. Đỡ dưới này nè. Tả từ từ nữa ra đi, tả tả ra ra. Ôi, ôi, má quá gì cả rồi con. Để bắt lại đây cho nó nhảy ra cho nào ơi. Bỏ vô nhảy ra đó. Con không luôn. Đùng mà con không con. Nhảy lên nhảy lên. 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 Vô 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 rồi vô rồi. Một xuồng luôn. Vô rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Dạ. Lên cái lóng ra. À, được rồi. Lên cái lóng. Đây, vô, 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 trời ơi, út chào luôn rồi cả. Xuống lên đi. Để đẩy cái xuống lên. Út chào. Cái đây đây cái xô xuống đây, Hoàng ơi. À cái này. Này xuống đây, lên lên cái cháy ấy. Cá là đơn vị tính là tính bằng xuồng, chẳng tính bằng ký nữa. Một tiêu ơi, cái lóc một tiêu ơi. Thấy vô đàng hoàng đó, làm bằng lưới là cơ quẹo. Từ từ đi, nó thả đi, để hồi nó nhớ. Bên ra, bên ra. Quẹo đấy, lỗ đâu. Nè, nè, đây nè. Vô rồi. Bà dạ. Ôi trời ơi. Cá là đơn vị tính là bằng tiếng bằng xuồng, chứ không tiếng bằng ký nữa.
một xuồng cá luôn. Thả yên tâm. Đấy, kéo xong thả vào cái bể này. Đù, à có lý hả? Đây được mấy tạ như này rồi? 8 tạ. 8 tạ rồi hả? Ghê trời. Đóng 10 cái tép trọng như xanh. Ủa xuống vô xuống hồ tắm rồi. Làm mẹ chứ. Mẹ được rồi. Mẹ dư sức nữa hả? Cái sơn hả? Cái sơn chú phải cái trắng đâu? Cái sơn á. Mà cái trắng đâu? Lên tèo, cái lên tèo. Cái này dân sạch. Nó xài cái nữa gì nữa. Cái này phải xài xài ra là cái này đâu phải cái lồng tắm. Này cái lồng tắm chứ. Cắt sơn mà. Cái lồng tắm lồng kia mà. Cái cơm kia kìa. Cá này ăn gì? Tép cơm. Là cơm ăn ngon lắm chú. Không tiêu. Cái này sợ ăn. Hay. Biết chị. Cá này ăn được bá. Nước vô rầm rầm. Cái đầu cho nó sợ nó vô sình đó. Không có đâu anh ơi. Có sình không? Cái này ăn ruột, có ruột đâu mà làm. Có ruột đâu mà làm. Cái này xương lắm. Mà xương là xương nè. Cái này xương gì nữa. Xương không? Mà chú Vinh lấy hết, chú Vinh lấy hết luôn đi. Ai ăn? Hồi nãy chú mới nói đặt chú lấy hết. À chú lấy hết mà. Chú Vinh, YouTube đã live stream hết rồi. Ờ, live stream hết rồi. Hết luôn. Hết con cháu luôn. Nhớ nhớ chú Vinh, mấy ký, mấy ký. Chú 350. Tịch mua cái gì tên? Trắng hả? Cái đó phi lớn không mua, mua trắng rồi. Gọi nhà đặt cái hồ mà. Nhà nó bồi không mua đúng rồi. Nhà thịt cá đầy đi mà mua gì trời. À cá trắng, cá trắng. Cá trắng. À, chú Hữu lấy cái gì chú Hữu? Hả? Lấy cái gì? Mua rồi. À mua rồi hả? Nhắm đậu. Hả? Bây giờ cá trắng đâu cao à? Ồ, cô Lý à, cá lóc hả? À ông ơi. Nó bao nhiêu chú? Nó bao nhiêu bầu ha? Làm cái lấy cầu không? Thấy. Bầu làm gì mà được mấy cái lâu vậy? Bắt con về ăn đây kìa. Cô Lý ha. Cầu cái như này nè. Thôi được rồi chú. Có mình cho ăn thảo đi. Rồi, cái gà này mì sao thức đồ kéo trời. Cái này đâu có to mới. To là chị, to rồi. Không to thôi. Này đây con to đâu rồi. To to đâu. To rồi. Này nướng nhậu. Này coi này. To nữa luôn ra. Nhào lấy con này, con lấy mấy con. Sư. Mấy ký đi đem. Mấy ký. Gần gần ký chị. Ờ sao lận. Gần ký rồi sao làng đó. Sao làng còn đòi gì nữa. Hai con về ăn. Hai con về. À. Nhà đời nhà 4 người mà con ăn được. Đang cái gì? Lấy một con này thế à? Hoa nghe trong một cái bọc kìa, một cái bọc kìa. Một cái vô cho chị Hảo nghe nút. Đây. À, 6 làng à, cái này về nhà gia đình dành nhau này. Có lẽ không đủ ăn. Hai con như vậy mới đủ ăn. Rồi. Có cá rồi nha các bạn. Ôi video là kết thúc tại đây rồi nha. Có cá rồi về thôi. Rồi. Hôm nay kéo hồ là ok rồi. Về. Về bà con ơi. Anh em hôm nay mình khỏe nha. Hả? Chưa chết mà. Chết gì thôi, mình quay video kéo cá rồi, phải quay video chết cá đâu. Chết luôn. Chết mới được con. Về đi nhậu thôi. Về đi nhậu chứ có mồi này. Chơi lắm á, mình chơi về đi chơi già, về đi bà già bà làm bà kho ăn trưa chứ. Một nửa chiên giòn, một nửa nó ăn chua. Chiều, mới chiều đi chợ đó chơi đá hai đám nữa. Út thôi, thôi nghỉ mẹ đi. À vậy mới khổ vị chứ không giờ anh kéo rồi chứ. Thật chứ. Anh mà không đi chơi làm mày cho anh kéo nó kéo cá rồi chứ, nó làm khổ chứ. Rồi. Bye chào tất cả anh em nhá. Bye.